Tí xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bay Xà. Và trong video hôm nay mình sẽ điểm danh 5 sản phẩm mà khiến mình phải tự hỏi là tại sao cái bao bì của nó lại có thể tệ như vậy. Tất nhiên là bao bì tệ thì không có nghĩa là cái sản phẩm nó dùng không tốt. Có một số món á, mình cảm thấy cực kỳ thích luôn, nhưng mà mỗi lần dùng là mỗi lần cảm thấy bực mình, tại vì nó không thật sự là thân thiện với người dùng cho lắm. Nếu mà mình mua một cái sản phẩm mà drugstore kiểu giá rẻ đi thì mình thật sự cũng không có quan tâm lắm đến cái việc mà bao bì nó xấu hay tốt đâu. Nhưng mà khi mà bạn bỏ tiền, một cái số tiền rất lớn để mua cái sản phẩm high-end lên tới cả triệu đi, thì nếu mà cái trải nghiệm mà nó đem lại không thật sự tốt thì cho dù là hình thức hay là nội dung thì mình cảm thấy là nó cũng không có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra. Thôi không dung dài nữa, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nhưng mà trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên ấn subscribe cho kênh của mình nha. Ok, sản phẩm đầu tiên đó chính là Clinic ID. Hồi đầu năm mình đã có review rồi và mình cực kỳ ưng cái em này luôn. Đây là một cái sản phẩm mà bạn có thể customize tùy chỉnh theo cái nhu cầu của mình. Và sản phẩm thì sẽ gồm có hai phần. Phần ngoài á, là kiểu như là kem dưỡng ẩm bình thường, thì Clinic có khoảng, mình nhớ là có khoảng 4 loại kem dưỡng ẩm khác nhau tùy vào từng loại da. Thì cái này mình đang dùng đó là loại hydrating jelly, kiểu như là kem dưỡng ẩm dạng gel nhưng mà có một cái lớp phòng chống ô nhiễm môi trường. Khi mà bạn thoa vào buổi sáng á, thì cái kem sẽ tạo ra một cái lớp màng giống như để bảo vệ da bạn khỏi những cái tác nhân ô nhiễm. Còn cái phần concentrate màu cam này á, thì mình nhớ là để giúp phục hồi sức sống cho da. Tại vì da mình thật ra cũng không có nhiều khuyết điểm cho lắm, mà nó chỉ hơi bị xỉn xỉn màu á, do là mình cũng hay đi nắng rồi ô nhiễm môi trường, nên là mình cũng muốn dùng thử xem là cái da của mình nó có tươi sáng hơn không. Thì lúc đó cái sản phẩm này nó rất là tốt và mình cảm thấy cái độ ẩm mà nó đem lại cũng vừa đủ cho mình. Tuy nhiên có một cái vấn đề, đó chính là theo cái, các bạn có thấy cái đầu phần này không? Khi mà các bạn ấn một lần thôi nha, thì nó sẽ ra được một cái lượng kem bao gồm 9 phần kem dưỡng ẩm bên ngoài và 1 phần concentrate bên trong. Thì cái lúc đầu á, khi mà mình mới sử dụng á, thì thật sự là nó rất là y như quảng cáo vậy đó. Nó ra y chang luôn, là cái phần jelly bên ngoài và phía trong đó các bạn thấy một cái lớp concentrate màu cam. Nhưng mà mình dùng được khoảng cỡ 3-4 tháng thì cái bắt đầu là không còn thấy cái phần concentrate đâu nữa, mà chỉ ra cái phần kem jelly thôi. Mình có nghĩ là chắc là do nó bị lỗi hay là gì đó mà nó lấy những cái lượng concentrate nhiều hơn nên là dùng hết. Nhưng mà sau khi mà mình dùng xong cái phần jelly bên ngoài rồi á, thì cuối cùng mình lại xem còn nha. Thì các bạn có thể thấy nè, là ấn ra chỉ còn mỗi concentrate, tức là cái phần concentrate không được lấy ra ngoài hết, nó vẫn nằm yên nguyên trong cái lõi vậy đó. Thì không biết cái này là tình hình chung hay là do cái sản phẩm mình mua nó bị lỗi kỹ thuật. Nên là hiện tại thì bây giờ mình đã sử dụng một cái kem dưỡng ẩm khác và mình có trộn cái concentrate này xài chung cho đỡ tiếc. Tại mình có mua tiếp cái loại khác để dùng thử, nhưng mà hiện tại thì mình đang dùng một cái kem dưỡng ẩm khác, nên là sau khi dùng hết em đó thì mình sẽ dùng lại cái Clinic ID này với cái lõi màu xanh là để cấp ẩm tốt hơn. Tại vì thật ra giờ này da mình nó hơi khô á, nên là mình sẽ thử xem cái em này nó có bị cái tình trạng giống cái kia không, mà mình sẽ review tiếp nha. Sản phẩm thứ hai là của một cái hãng có tên là Budepulan. Không biết là các bạn có biết cái hãng này chưa, mình không cảm thấy là nó nổi tiếng ở Việt Nam mà nó cũng có PR quá mạnh. Nhưng mà hãng này là của Hàn Quốc nha các bạn. Nè, tiếng Hàn đàng hoàng. Mặc dù nghe cái tên này nó hơi Trung Quốc đúng không? Thì đây là kem lót, nhưng mà có hai công dụng. Thứ nhất là kem lót và thứ hai là để các bạn thích sức mỗi khi trang điểm. Và cái sản phẩm này là mình được bạn mình giới thiệu, nó đã dùng qua và cảm thấy rất là thích, nên là mình cũng tò mò. Khi mà xem trên mạng thì thấy cũng có cái hay ho nên là mình mua về kèm thử. Tại vì cái thời tiết ở Sài Gòn á, mỗi lần mà trang điểm đi ra ngoài cả ngày á, cái mồ hôi nhễ nhại này nè, nếu mà trang điểm dày á thì nó sẽ bị chảy ra rất là kiểu cách khi á. Nên là mình cũng hay mang theo một số cái kiểu như là cushion á để dặn lại, hoặc là mình sẽ primer kỹ trước khi ra đường. Nên là lúc mà mình biết được cái sản phẩm này thì mình cảm thấy cũng khá là hay ho, sẽ rất là tiện khi mình đi ra ngoài hoạt động cả ngày. Nhưng mà lúc mà mua về thì mới biết là nó nó hơi rườm rà, là đây một bộ nó sẽ gồm hai, đây là kem
còn cái này là phấn và nó không có dính liền với nhau các bạn, nó tách ra. Thế là mỗi lần muốn mang đi ra ngoài là phải bỏ hai thứ này vào trong túi, kiểu như là mình đã kiểu rất là ghét mang theo nhiều món trong túi rồi, mình phải như thế này nữa. Mỗi lần mà kiếm á nó cũng rất là mệt, tại nhiều khi nó sẽ bị lẫn lộn với những thứ khác. Nhưng mà nói chung á thì em này dùng vẫn rất tốt. Thì các bạn có thể nhìn nha, nó có hai phần. Phần trên này á là kem nền màu số 21 và hãng chỉ có một màu thôi. Còn phần dưới á là phần kem lót để dùng để kiềm dầu và có thể dùng để dặm lại trên cái lớp trang điểm của bạn. Và đặc biệt đó là hai cái phần này đều có thể tách ra, có 500 và tách ra được, nên là những cái bạn nào mà dùng Zebalet thì có thể tách cái em này ra riêng và gợp chung với cái Zebalet mang theo ra ngoài thì sẽ tiện hơn. Còn cái về cái phần cái phần mình ghét nhất chính là cái bông tán này. Đây mình sẽ các bạn xem nha. Đây cái bông tán này thì như các bạn thấy nó có hai phần. Phần màu đỏ là dùng để tán cái phần kiềm dầu, và phần màu trắng này thì để tán cái phần kem. Mình nghĩ là cái lý do mà hãng muốn tách ra làm đôi như vậy thì để cho nó hợp vệ sinh hơn và hai cái đó nó không có bị lẫn vào nhau. Nhưng mà khi mà mình sử dụng á, nó rất là khó khăn. Kiểu như mình phải xoay qua xoay lại, xong rồi mình phải chậm, mình phải né né cái phần ở dưới ra. Tại vì nó có cái rãnh như thế này nè, nếu mà các bạn chậm lên mặt mà hết một miếng bông luôn thì nó sẽ xuất hiện cái phần rãnh, cực kỳ ghét. Và trước đây á, là có một cái sản phẩm của Laneige là cái em này nè, cái layering cover, mình cũng đã bị cái trường hợp tương tự và mình định dùng cái bông đó luôn, mình chỉ sử dụng cái bông cushion bình thường để thay thế thôi, vì cái phần rãnh nó rất là khó tán nếu mà các bạn bị trên mặt á. Nên là mặc dù đây là cái sản phẩm mình thấy là nó cái concept nó ok, nhưng mà khá là cái pha xử lý của nó khá là rườm rà phức tạp, nên là mình đành lẳng lặng để yên cho nó một chỗ và không ít khi nào, rất ít khi nào dùng tới. Cũng rất là tiếc đúng không? Okay, chúng ta đã qua tới sản phẩm thứ 3 rồi, và đây chính là Pitchup Essence của The History of Who. Thì thật ra là mình cái sản phẩm này á, là mình được tặng, và cái chai này là dòng limited edition, hình như cũng 2-3 năm trước rồi. Nhưng mà mình mới lấy ra sử dụng đây thôi, tại vì thật ra với cái vẻ ngoài fancy như vậy mình dùng mình không thấy tiếc. Nhưng mà khi dùng rồi thì mình mới cảm thấy là nó thật sự không hợp với mình lắm. Tại vì cái History of Who, cái đối tượng mà họ nhắm tới là những khách hàng lớn tuổi đang gặp cái vấn đề về lão hóa da. Mẹ mình thì cũng đang sử dụng những cái sản phẩm tương tự của hãng và cực kỳ thích. Nhưng mà khi mà mình dùng thì mình cảm thấy nó vô hưởng vô phạt đó, tại vì da mình cũng thật ra chưa có gặp nhiều vấn đề. Nên là trước và sau khi dùng thì cũng không có gì thay đổi quá lớn. Hơn nữa cái mùi của cái sản phẩm này rất là nồng. Hay mình nhớ là họ bảo là mùi của linh chi hay là hình như là linh chi á. Thì mình cũng kiểu là một đứa nhạy cảm về mùi. Tất cả các sản phẩm mỹ phẩm mà mình đang dùng á, mình thường chọn những cái loại mà không hề có mùi, nó sẽ cảm thấy giúp cho mình nó dễ thoải mái, dễ ngủ hơn khi mình thoa lên mặt. Nên là về chất lượng của sản phẩm này thì đối với mình nó cũng không có gì quá khác biệt. Nói về bao bì á thì đúng là cái chai này nhìn qua nó sẽ rất là kiểu fancy, sang chảnh. Như các bạn có thể thấy đây, đây là thiết kế giống như là gốm Trung Hoa vậy á. Và cái hình như là nó là gốm thật luôn á, gõ khi có cốc mà. Tuy nhiên á, ngoài cái phần thân ra thì tất cả các phần còn lại mình cảm thấy nó rất là cheap. Kiểu nắp cũng là nắp nhựa và cái đồ phông cũng là đồ phông nhựa luôn. Và đặc biệt là cái đồ ấn á thì nó được kiểu như mạ vàng, mạ giấy vàng thiết ha, kiểu giấy vàng á. Sau khi dùng một thời gian á thì nó bị bong ra hết trơn, đặc biệt là nó còn bị dính lên tay của mình nữa khi mà mình lấy sản phẩm ra nữa. Thì bây giờ mặc dù là nó đã tróc ra hết rồi, nhưng mà lúc nè ấn một phát á là nó dính lên tay luôn, và rất là khó để lấy nó ra, phải đi rửa tay. Mình cảm thấy mỗi lần tối mà dùng nó xong mình phải đi rửa tay lại, nó rất là phiền hà. Và với một cái giá thành 5 triệu cho một chai như thế này và gặp cái tình trạng như trên thì mình cảm thấy rất là bực mình. Cũng may là mình được tặng chứ nếu mà mình mua chắc mình cũng chả đời nào mua đâu. Thứ tư, packaging của NARS. Nói chung khi mà mình là một đứa rất mê cái sản phẩm của NARS, tại vì là cái má hồng Organism, tại vì là cái má hồng Organism của hãng. Nhưng mà khi mà mua về thì cảm thấy rất là buồn, tại vì
Nó dơ khỏi nói luôn. Lúc mà mới mua về á, nói chung nhìn nó rất là đẹp, tại vì cái bao bì nó đơn giản, nó chỉ có một cái màu đen rồi hơi nhám nhám rồi in logo thôi, vừa kiểu nhìn vô là thấy nó rất là sang. Nhưng mà dùng một thời gian á thì trời ơi, nó bám bụi xong rồi nó không biết nữa, kiểu như là nó cứ dơ dơ rồi nó bị bám bụi, xong rồi bám mấy cái phần mà các bạn có thể thấy nhìn nó gớm gớm sao đó. Mà mặc dù mình cũng muốn chùi nó đi mà không thể nào chùi được. Em này nhìn đỡ nha, cái này là xỉu luôn, tại vì cái nhỏ nhỏ này mình hay mang theo đi du lịch đó. Và có một lần thì có một cái hộp phấn mình đựng chung trong túi nó bị bể, thế là cái màu mắt á nó bị lan ra hết cái sản phẩm này và mình không thể nào mình chùi đi được. Và nó bây giờ nhìn nó kiểu dơ là dơ thôi, rồi mang theo đi thì nhìn nó giống nó còn bị bể đó. Và mình vừa mở ra là nó bể mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Cứ tại vì mình mang đi du lịch nhiều quá nó bị va đập á, nên là cái em này thì nó dơ hơn hẳn và nhìn nó rất là tội nghiệp. Nói chung là một cái sản phẩm, một cái hãng mỹ phẩm mình cực kỳ yêu thích, nhưng mà packaging quá tệ. Và mình cũng nhớ là rất nhiều người đã comment về cái packaging của nó và có vẻ như là họ không hề có ý định đổi. Thì sau này mình có mua thêm một cái cây son của hãng và cái packaging nó cũng như vậy, chỉ là do cây son thì mình hay cất vô trong cái bóp đi á, nên là nhìn nó đỡ hơn, chứ thật ra nó vẫn cũng bám bụi như vậy. Nên là mình nghĩ nếu các bạn nào có lỡ yêu NARS quá và mua sản phẩm thì nên bỏ vô trong cái hộp của sản phẩm luôn, và chỉ khi nào dùng thì lấy ra, như thế này nó sẽ hợp vệ sinh hơn. Chúng ta tới sản phẩm cuối cùng rồi, đây chính là Refreshing Powder Wash của Carnival. Thì cái này là sữa rửa mặt dạng bột. Đây, thì mình có nhớ là hãng cũng có một cái dòng tên là Suicide khá là nổi tiếng, và nó ở bên Nhật, không có phân phối ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì chỉ có mỗi cái dòng này thôi, nên là mình cũng muốn mua thử. Và cái dòng này nó mắc hơn hẳn cái Suicide kia. Cái này thì 32 viên, nó có giá tới khoảng 720k, 750.000 lận. Tức là một cái như thế này á, nó sẽ có giá là 23.000, và mỗi ngày thì các bạn chỉ dùng một hộp này, dùng hết một hộp này, rất là đắt đỏ luôn. Mỗi ngày rửa mặt tốn 23.000. Và cái cách sử dụng của nó là các bạn mở cái phần giấy này ra nè, xong rồi đổ cái bột lên tay và cho một miếng nước vào, sẽ lát xoa tạo bọt rồi bắt đầu rửa mặt. Thì mình có dùng thử và mình dùng mình như cũng hết phân nửa hộp rồi. Thật ra mình cũng thấy nó, cái công dụng của nó bảo là cái hạt li ti như vậy nó sẽ giúp rửa sạch những cái bụi bẩn bám trên mặt của bạn. Thật ra đối với mình thì sữa rửa mặt không phải là một cái sản phẩm mà các bạn nên tốn quá nhiều tiền, tại vì chỉ cần nó không gây kích ứng cho bạn và nó không khiến bạn bị khô da thì nó là đủ rồi. Nên là một cái chai sữa rửa mặt, một cái hộp sữa rửa mặt 750.000 nó cũng khá là quá đáng. Thật ra lúc mà mình mua mình bị cái kiểu như là theo trend á, chứ lúc đó cái Suicide rất là hot, nên là mình kiểu như là phải mua cho bằng được. Và lúc mà mua về rồi thì thật ra dùng cũng vô hưởng vô tại thôi. Nói về bao bì thì mình cảm thấy cái bao bì nó rất là lãng phí, tại vì một cái hộp như thế này á, nó là gồm 32 viên nhựa bên trong, và khi mà các bạn dùng xong thì các bạn gần như là dục đi và nó thải ra rất là nhiều nhựa. Không, cái hộp bên ngoài này thì có thể tái chế được đi, có thể dùng để đựng những cái món đồ khác hoặc là để mang theo đi du lịch cũng rất là tiện. Nhưng mà những cái bao bì nhỏ nhỏ, nhiều nhựa bên trong như thế này thì như là hoàn toàn chỉ là quăng đi thôi, và mình không nghĩ là sẽ tái chế được. Mặc dù cái nhựa nó rất là dày nhưng mà cái vấn đề tái chế ở Việt Nam thì cũng không có thực sự là mạnh như là ở bên Nhật. Và cái nguyên tắc vẫn là reduce, reuse và mới tới recycle, tại vì bản thân cái việc tái chế nó cũng có ít nhiều gây hại đến môi trường. Mình hy vọng là trong tương lai hãng có thể phát triển ra một cái bao bì khác nó thân thiện hơn, có thể là làm những cái hộp nhỏ nhỏ này là bằng giấy carton chẳng hạn. Và đó là năm sản phẩm mà khiến mình rất là đau lòng mỗi khi sử dụng. Không biết là các bạn đã dùng qua những cái sản phẩm trên chưa, nếu có thể hãy comment bên dưới để cùng
kiểu như thông cảm cho nhau. Ngoài ra thì nếu mà bạn có biết được cái sản phẩm nào có bao bì không thân thiện với người dùng như vậy thì hãy comment bên dưới để chúng ta cùng biết và né luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn thích video trên và đừng quên ấn like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye. À, đúng rồi.